Những người này đang cầu nguyện trước bữa ăn, rồi đột nhiên chiếc nồi chao đảo. Cô con gái giật mình. Bố bảo nó đừng la hét, Lạc im lắng nghe. Bất giác thấy nguy hiểm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cái gì đó đang bay tới, một đàn vật thể lạ đang bạt mạng chạy. Ông bố quay đầu lại hét to. Cô con gái vẫn chưa hiểu gì, nhưng người mẹ cảm thấy bất ổn. Bà đẩy bàn ra, rồi lật tấm thảm lên, kéo hầm dưới sàn nhà. Người bố cầm lấy súng, sẵn sàng chiến đấu. Cô gái bị đẩy xuống hầm, mẹ nói với cô, cho dù nghe thấy gì, cũng không được khóc cũng không được phát ra tiếng. Sau đó bà đóng cửa hầm lại. Rất nhanh, cây thập tự cũng gãy rồi, tiếng súng cũng đã tắt, chỉ còn lại tiếng la hét của bố mẹ. Cô gái che miệng bơ vơ vô cùng. Không một cảnh báo, cửa hầm bị mở ra, chỉ còn lại tiếng hét thấu tận trời đêm. Đây là thế giới mà con người và ma cà rồng cùng tồn tại. Sự khác biệt là, ở đây mặt kẻ gian xảo hút máu đầy răng, hình dạng giống như một con quái vật. Nó chiến đấu với con người đã hàng nghìn năm, từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng. Chúng muốn hủy diệt cả thế giới, nhưng bất phân thắng bại. Mãi đến khi những phù thủy săn ma cà rồng xuất hiện, họ có thể đọc kinh thánh, mới chỉ quét một mảnh, đám ma cà rồng hút máu nhanh chóng bị tiêu diệt. Nhổ những con ma cà rồng còn lại vào khu riêng biệt. Thời gian qua đi, không còn khủng hoảng. Trước tòa thánh, các phù thủy săn ma cà rồng đã tan rã, ẩn mình trong biển người. Tòa thánh đã củng cố triệt để vị trí, đứng trên đỉnh của thế giới. Ngày đó, lúc John về đến nhà, liền cảm thấy có gì đó không ổn, hạ gục một người đàn ông. Người đàn ông nói với anh ấy, gia đình anh trai của anh đang bị ma cà rồng tấn công, cháu gái thì bị đưa về hang ổ. John từng là thợ săn ma cà rồng nổi tiếng lừng lẫy, anh ấy không thể thấy chết mà không cứu. Ngay lập tức yêu cầu giáo hoàng khôi phục thần chức, nhưng tòa thánh đã từ chối yêu cầu của anh ấy, và cử ai đó đến nhốt anh ta lại. Chỉ vì sợ rằng John sẽ đe dọa vị trí của họ, John vô cùng thất vọng, anh ta giằng đứt vòng, vươn lên phản kháng. Khi ánh sáng bị lấn át của quyền lực, chỉ còn cách rời bỏ bóng tối, anh ấy một mình chống lại binh sĩ. Cứ thế mà rời đi, anh ấy lấy khăn quấn quanh tay, cầm vũ khí, rồi đội mũ, lái chiếc xe phủ đầy bụi, phi nước đại ra khỏi thành phố. Bên ngoài trải đầy cát vàng, ngày tận thế, và thợ săn hàng đầu là John. Sẽ gây ra những sóng gió gì? Đây là ngày cuối cùng của vùng đất hoang. Quái vật sẽ đến vào ban đêm, mà người đàn ông này tự lái xe máy đến. Anh ấy tên là John, anh ấy là thợ săn ma cà rồng chuyên nghiệp. Cháu gái của anh bị quái vật bắt, không biết bị giam giữ ở đâu. Thế là anh ấy tìm đến thám tử đăng tin. Thám tử cũng muốn tham gia cuộc giải cứu, con dao cắt viên đạn làm đôi, biểu thị sức mạnh của anh ấy. Nói xong thì nhìn sang John. John nói rằng sức mạnh đó chưa đủ, không thể nào bằng viên đạn chéo này. Mà ở cách xa nghìn dặm, tòa thánh gọi đến số 4 nhà truyền giáo, nói rằng John đã tạo phản, để 4 người còn lại đi bắt anh ta. Ngày tiếp theo, John lần theo dấu chân của quái vật để xác định phương hướng. Cả hai người đều đi về phía bắc vùng đất hoang. Ngay sau đó là một vùng đất hoang vắng. Hai người tiến về phía trước, phát hiện không có thị vệ. Người dân ở đây thì kỳ quái, người ngợm đen đúa. Đây là tiêu chuẩn của nô lệ máu. Thám tử thăm dò hồi lâu, cảm thấy thật là lãng phí thời gian. Hai người đến hầm, John dẫn đầu đi vào trong. Trong đây âm u, nước bọt ở khắp mọi nơi. Bọn họ đi tìm nửa ngày, cuối cùng phát hiện một nô lệ máu đang nhìn trộm. John đá tung cánh cửa ra, Ed sẵn sàng chất vấn anh ta. Nhưng ngoài cửa, lướt đao trên mặt đất. Nhóm nô lệ này rõ ràng không ổn. Thám tử hoảng hốt chạy trốn. Sau đó anh ấy ném thẳng con dao vào đám nô lệ, rồi chạy ra ngoài. Nhưng cửa hầm đã bị canh gác. Thám tử bị ngã rất thảm. Một hồi lâu sau mới nhớ mình có một khẩu súng trong túi. Lúc này John từ đâu xuất hiện, nói với anh ấy cần tiết kiệm đạn, quay lại đối đầu. Vài cú đấm và đá chân, các nô lệ máu để bị xử lý nhanh chóng, chỉ còn sót lại một tên đang lê rất chậm. John liền tóm lấy hắn, không đợi báo tin. Nô lệ chỉ vào mặt trời và nói bọn họ chỉ có 10 giây để sống. Quả nhiên, mặt trời lặn xuống, quái vật bắt đầu xuất hiện, hai móng vuốt sắc nhọn nhô lên khỏi mặt đất. Sau đó đám quái vật lũ lượt bay lên trời. Bọn chúng chính là những kẻ hút máu, chỉ có răng không có mắt. Thám tử hoảng sợ, nhưng John đã gặp rắc rối, thậm chí lấy thánh thư ra đọc. Nô lệ máu cười chế giễu, nói rằng cái này căn bản vô dụng, nhưng anh ấy đâu biết. Đây là thứ anh chuẩn bị trước. Anh ấy ném cuốn kinh thánh đi, thần thái kiêu ngạo. Mọi người có thể xem. Đừng thô lỗ như vậy.
trận đẫm máu cuối cùng kết thúc, những con còn sống quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng nô lệ máu cũng buông tay, nói rằng cháu gái của John bị đưa về phía Tây, nhưng không biết được thêm chút tin tức nào. Ma cà rồng trốn thoát xuất hiện trở lại, trong nháy mắt, nô lệ máu đã bị giết chết, mà đối phương vẫn muốn đi. John tức giận ôm quái vật lăn xuống hầm. Thám tử thở hổn hển, nhưng biết rất rõ là John còn sống. John nhìn vào bản đồ. Nếu như là phía Tây, chắc anh biết hang ổ bên kia ở đâu. Bởi vì nó đã từng có trong những cơn ác mộng của anh ấy, thợ săn thù thủy đã nằm rải rác ở đó, trên đất hoang. Tiếp tục lần theo dấu vết, còn bên này, em ột trong bốn nhà truyền giáo cũng đến gần đó. 10 năm trước, một nhóm người mặc đồ đen đang thực hiện kế hoạch dẹp tổ. Creep là người dẫn đầu hội. Tiếp đó là John và Owen. Nhưng đang trên đường đi, John phát hiện ra tình hình có vẻ bất ổn. Chưa kịp phản ứng, dưới đất có gì đó nhô lên. Mọi người lúc này mới hiểu ra đó là một cái bẫy. Ngoan đội bị kích động, tổn thất nghiêm trọng, nhất là Owen. Anh ta bị kéo vào sâu trong hang. 10 năm sau, John vì muốn cứu cháu gái của mình, đã trở về chốn cũ. Lần này đội của anh ấy chỉ có 2 người. Bọn họ leo lên đỉnh núi, tay chân đều bám chặt, bước vào hang ủ ám tối tăm. John thắp sáng gậy, rồi đi vào bên trong tìm kiếm. Chỉ còn lại thám tư ở trên. Sâu trong hang, John nhìn xung quanh. Bỗng nhiên anh thấy có một bóng đen lướt qua. Sau đó anh ấy liền đuổi theo, chạy được một quãng. 2 người gặp nhau, John phát hiện đối diện là một trong 4 nhà truyền giáo, và cũng là đồng đội cũ của anh. 2 người còn đang nói về chuyện cũ. Một con quái vật ở đằng sau thám tử. Cả 2 nghe thấy động tĩnh, anh dẫn cô ấy ra ngoài hang, phát hiện ở đây có thị vệ, kích thước gấp 5 lần ma cà rồng bình thường, bay nhanh về phía bọn họ. Cả 2 cùng nhảy lên, John tận dụng cơ hội rút ra vũ khí, nhưng thập tự giá đã vô dụng. John không ngờ tới chỉ có thể trốn thoát, nhưng quái vật vẫn còn tiếp tục. Vào thời khắc quan trọng, đồng đội của anh bắt đầu đốt sáng, thu hút nó. Sau đó lợi dụng kích thước và khoảng cách của con quái vật đứng trên cao, cúi đầu nhìn xuống, tìm khoảng trống giữa 2 người. 2 bên ở thế bế tắc, bất chợt John liếc nhìn người đồng đội truyền giáo. Sau đó 2 tay chập lại vào nhau, xông lên phía trước, nhanh hơn. Người đồng đội nhặt 2 hòn đá, dùng hết sức lực. Hai người cùng hợp lại, bay lên, chuẩn bị giết. Sau nhiều năm, 2 người vẫn có tình ý với nhau. Con quái vật vẫn chưa chết, nhưng bị bắn vào đầu. Thời điểm quan trọng phải để thám tử. Họ quyết định trước khi những con quái vật rời đi. Mà ở đây chỉ có một lối ra, đó chính là về phía trước. Thám tử hỏi những nhà truyền giáo liệu có thể kết hôn được không. Đồng đội nói lời thề không thể bị phá vỡ. Thám tử nói rằng cô không phải. Cô đồng đội nói đợi John đồng ý. Bất cứ khi nào, trong lúc nói chuyện, 3 người đã đến cửa ra. Phía trước là thị trấn ác mộng. Lúc này, một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra trong thị trấn. 3 người truyền giáo còn lại cũng đi qua đây. Cả 3 sẵn sàng tư thế chiến đấu. Xem ra không thể xem thường.